Camera đi anh, Dương không thấy cái camera của anh. Ok anh. Thật sự là các anh các chị trên cái diễn đàn này, kể cả các bạn ở phía nào thì mình không biết. Đó, nãy giờ thì mình đọc comment cũng rất nhiều, đúng không? Thì các bạn vào trong room này, các bạn hãy tôn trọng, trước là các bạn tôn trọng người khác thì người ta sẽ tôn trọng mình. Cái nhìn nhận của các bạn đó là việc của các bạn, đúng không? Nên các bạn hãy nói chuyện làm sao cho nó có văn hóa. Nếu như các bạn là những người ở hải ngoại, những nơi gọi là những nơi văn minh, đúng không? Còn ở đây lên mình chia sẻ những cái gọi là tâm tư, những các bạn phải là chửi thế này thế kia. Tại vì tại sao mình không muốn lóc các bạn? Thật sự mình không cần thiết, mình không chú tâm đến những cái lời này, hiểu không? Mục đích của mình là gì? Mục đích của mình là chống xuyên tạc, chống phá đất nước. Còn các bạn bước vào đây mà các bạn tự mình thừa nhận cái điều gì thì cái đó là do các bạn thôi nha. Anh chờ chút anh làm. À, Dương đang gọi anh á. Dương đang mời anh. Nghe. Không nghe anh, không nghe, không nghe anh. Sony fan à. Bạn đừng có hỏi là cái câu không có lửa sao có khói. Ngay từ đầu bạn đã vào bạn như thế nào rồi, mà không phải mình không phải bạn gặp bạn ở đây đâu. Lâu nghe chưa, nghe chưa, Ok. nghe rồi ha. Ok nghe ok rồi anh. ok ok chờ chờ cái nha, chờ cái anh chị em bạn Sự chờ nha, thật là như để mình thế sửa nào cái đó, phạm microphone mình lại. không? Alo alo, nghe chưa Dương, Rồi rồi nghe rồi anh, nghe rồi hả? nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Chị ta cho mình không nghe ra. Alo nghe chưa Dương, nghe Nghe rồi nghe hả? rồi anh, nghe rồi anh. Sao tự nhiên cái microphone mình lại không nghe ta? Để anh tắt cái này, anh làm Không lại nha phải Dương, Sophie để anh, anh tắt tại lại vì anh nói mình bằng trước tiên mình phải xem người cái nào mà họ lịch sự thì microphone mình ấy. mới sẽ mời lên Cái này chắc nó gần hết Sophie. pin rồi. Dạ sao anh? Alo alo, Dương trả lời nghe không Dương? Rồi nghe rồi anh, nghe anh. Nghe chưa? Nghe nghe rồi anh, nghe Rồi rồi. rồi, cảm ơn Dương. Anh nghe chưa? Nghe rồi, Nghe nghe rồi. tốt, nghe tốt. Ok, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Chào Dương, Rồi cảm ok ơn anh. Dương nha. Hồi nãy cái anh gì á, anh không biết tên. Anh nói chuyện á, không phải là Rikuku. tôi là người không phải ở trong nước giống như anh đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi về Việt Nam sống và làm việc 10 năm rồi. Tôi hiểu còn hơn anh nữa. Những người như anh á, chờ xuống ruộng rớt xuống ăn. Anh đóng được bao nhiêu thế mà anh bảo nhà Hello nước phải trả được cho dân. Nói không mà tôi nói anh biết, những chiếc xe Honda mà xe máy anh chạy hàng ngày, những cái con đường ở Việt Nam đó, đó là tôi nói cho anh biết, anh chạy nhà nước có lấy thế anh không? Anh đóng thế không đủ nuôi cái miệng anh nữa. Ở nhà nước Việt Nam bỏ ra những người mà dân á, anh là những người nông dân Việt Nam á, là thì không đóng thế, mà tôi chỉ cho anh nè, của tôi nè, ở đây nè, thấy chưa, biệt thự đàng hoàng là nha. Anh ra đây anh coi nè, con đường của chúng tôi ở cái khu của tôi nè, tụi tôi phải tự bỏ tiền ra mua. Anh biết một năm tôi đóng bao nhiêu tiền thuế cho chính phủ Mỹ không? Cái nhà của tôi đóng một năm 7.000 đô. Anh ra anh coi nè, con đường á tụi tôi phải tự xây tự làm, chứ không có thằng chính phủ nào mà đứng ra làm đâu. Những người như anh á, đất nước Việt Nam nghèo là bởi vì những người như anh hiểu chưa? Những người như anh là những người dòi bọ, những người như anh là tôi rất là ghét. Anh biết sao? Anh coi nè, anh coi nè nha, nè những con đường đó, những cái khu nhà của tụi tôi nè đấy, tụi tôi phải bỏ tiền ra. Thằng nào mà không bỏ tiền ra đó, thằng nào bỏ tiền ra đó thì còn làm được con lộ như trên kia, thằng nào không bỏ tiền ra thì làm như con lộ như vậy. Anh thấy chưa nè, tôi cho anh coi nè đó. Đây là những cái khu nhà đó, còn ở Việt Nam mà anh ở những cái khu mà đường mà không, nhà nước không xây cầu cho anh đó, không phải chỗ nào người ta cũng xây cho anh đâu. Không rõ chỗ nào nhà nước người ta làm kinh doanh kinh tế, người ta xây chỗ này mà anh ngồi đó anh chờ chung ruộng có chúng ăn không à. Anh làm nông nhà nước có lấy thế không? Anh ăn rồi anh lời, anh ăn anh làm lời để anh ăn.
đất vô mánh đó, đất mà giải tỏa mặt bằng đó, thì anh thành đại gia, anh đi ra đó anh có chia cho nhà nước không? Nè anh coi con đường nè, anh coi con đường này nha, ở trên đất Mỹ đó, đây nè, đây phải tự xây, thằng nào mà không xây đó thì lại đi con đường đất như vậy. Còn nếu mà muốn xây lộ đó là anh phải đóng thuế nhiều hơn nữa cho nhà nước, cho chính phủ, để chính phủ làm con lộ cho anh đi, và anh phải đóng thuế cao lên, anh hiểu chưa? Ở Việt Nam anh ở, anh vô anh chui trong hốc trong có, anh chui trong đó anh ở, anh bắt nhà nước đi theo xây cái cầu cho anh, rồi khi mà đường xá mà mở rộng lên đô thị phát triển, lúc đó anh thành đại gia, anh cười hí ha hí hởn, lúc đó anh có đem tiền vô cho nhà nước không? Đạo đức giả, còn lên mày đặt chửi những người kia cặt lồn này nịu nọ, mấy thằng đó nó chửi anh là cũng phải, nó chửi nhỏ Sophia có mắc mớ tới anh hả? Anh là cái thằng nịnh đầm, anh là cái thằng đàn ông nịnh đầm, mấy cái thằng như anh á, tôi nói với anh tôi khinh, mấy cái thằng mất dạy, mấy cái thằng đạo đức giả, làm tôi bức xúc. Nè anh coi nè, ở Mỹ đó anh thấy chưa, nó bức xúc bởi vì nó thấy tôi nói lên những cái cuộc sống mà nó bị, anh thấy không, đó nhà cửa cũng đàng hoàng nhưng mà anh thấy không, đường xá nè đó coi đi đó, chính phủ nào xây mấy chục mười mấy năm nay rồi đó đó, mà những cái khu mà người ta phải đóng thế nhiều là chú chạy chút xíu thôi Bưng là bô đường là được sao chưa phô cường? lên thôi, Sao gọi là bưng bô? mày đặt sao Ừ. xạo, mày đặt xạo xạo kia, mấy cái thằng như anh là bởi cái đất nước Việt Nam khá không Các lo anh là bởi chị cái đừng thằng như bắn anh, tim nữa. cái lỗi như anh. Giang ơi đắng, bắn tim ít thôi. Lắc quá, lắc quá. Đừng có Dương, đừng có kết bạn với mấy cái thứ như vậy, mấy cái thứ gì không có tốt, cái thứ vậy ra ngoài đường cho xe đụng chết cho rồi đi đó. Tôi nói cho anh biết, ở trên Bảo Lộc á, tôi ở cho anh á, tụi tôi cũng phải bỏ tiền ra xây nha, nhà nước á, ở thành phố Bảo Lộc người ta xây mấy con đường lộ đó là do quyên góp với dân, người dân mỗi người đóng 5-3 triệu, người nào có khả năng đóng bao nhiêu đóng, khi mà con đường mà được nâng lên hả, là đất hả tự nhiên nhảy giá lên. Ở xu bà Lộc Sơn tôi đang ở đó đấy, rồi lúc đó ai hưởng, ai hưởng đó. Xe Honda bên Việt Nam cũng phải đóng thuế, cũng phải trả đăng ký tiền bộ, rồi trong khi đó ở Việt Nam bao nhiêu triệu chiếc xe Honda có lấy thuế không, được ưu đãi hết trơn à, làm nông nghiệp cũng được ưu đãi, không tốt một cách nữa, làm lên sản phẩm là được bán, được được hết, còn đòi gì nữa. Còn chuyện xây nghĩa trang, cái đó là vấn đề những người ta phục vụ cho tổ quốc thì người ta được hưởng, những người ta chết người ta xứng đáng, người ta được hưởng nghĩa trang. Anh có biết nghĩa trang của mấy thằng bên Mỹ nó như thế nào không, vài chục tài triệu đó, nó cất giống như một cái library vậy đó, tiền bạc đổ vô, những người ta có công ơn với tổ quốc thì người ta xứng đáng được xây nghĩa trang, tiền nhà nước chính phủ đi ngoại giao đi làm ăn xuất khẩu biết bao nhiêu tiền, mà anh ngồi đó anh đòi tại sao không làm cho dân. Tôi nói cho anh biết hả, chính phủ cho có cái nón thôi à, bọn anh giật giật giống như là giật giống như là đánh nhau vậy. Nhà nước Việt Nam người sống mà cái tối ngày chờ chính phủ ơi phải làm cho con, chính phủ ơi làm cho tôi không có được cái này, tôi không có được cái kia. Ôi tại sao mấy thằng Việt kiều bên kia nó về nó nổ thằng nào cũng ngon hết, nước Mỹ hoành tráng lắm nè. Nè những con đường này thấy không, một con đường chỉ có cách nhau 2 khu thôi, con đường tráng nhựa anh chị em nhìn thấy nha, đây là con đường tráng nhựa, là con đường này nó được đóng thuế, đây là con đường tráng nhựa, và những con đường nó gọi là nó đã đi cho cái thành phố. Còn cái đường mà không tránh thì không có đóng thế nè, không có đóng thế nè, đóng thế nhưng mà nó không đóng thế đường thì phải như vậy nè, đây ở đâu nó cũng ở đó thôi, đâu phải anh đóng được bao nhiêu tiền thế đâu, nói đi nghe coi hả. À, anh cầm microphone nói lại coi, xạo cha, còn bày đặt bên người này, còn bày đặt phụ nữ này phụ nữ nọ, mấy thằng đàn ông xạo mẹ, mấy thằng đàn ông lỗi đó tôi khinh, nam nhi chi chí đại xuyên phong chạy trong phun phu tức quá giận nó lộn bớt anh giận phun lên luôn á, tức thiệt á. bớt Ờ nóng anh, bớt nóng anh anh, thích bớt những nóng anh. cái thứ mà ở trong nước mà chạy theo mấy cái đám mà Việt kiều rồi nó nổ rồi lên trên mạng thế này nọ,